Trận mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện Phú Yên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đối với xã Tường Tiến, về nhà cửa, mưa lũ đã cuốn trôi hoàn toàn trên 30 ngôi nhà, chủ yếu ở hai bản là bản Thín 1 và bản Thín 2. Hiện tại, người dân đang phải ở trong những túp lều tạm hoặc ở nhờ nhà người thân và nhà văn hóa bản. Để người dân sớm ổn định chỗ ở, chính quyền địa phương đã lên phương án xây dựng điểm tái định cư tại khu đồi Cọ Tựu thuộc bản Thín 1. Đây là khu đất đang trồng cây lâu năm với diện tích trên 3 hectare của 4 hộ dân. Đất này thì nói chung là trước thì cũng trồng ngô, còn bây giờ là nhà nước là cho cây trồng thì bây giờ là gia đình trồng cây lâu năm. Đấy, thứ hai là trồng xen cây chuối vào để chăn nuôi lợn. Gia đình thì cũng không biết nói gì nhỉ, là rất là sẵn sàng nhất trí và cho những hộ đến đây ở cùng nhau mà sinh sống. Khó khăn lớn nhất hiện nay là quỹ đất trên địa bàn xã hạn hẹp. Sau khi tìm được địa điểm để bố trí tái định cư phù hợp, chính quyền địa phương sẽ lên phương án vận động bà con vùng không bị thiệt hại nhường đất, san sẻ với bà con vùng lũ. Sau đó sẽ nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giúp bà con ổn định cuộc sống lâu dài.